thần tài chỉ đích danh, năm con giáp gặp được lộc trời, chúng đậm liên tiếp, đúng tháng 10, 11 âm lịch, lên đời giàu có ú ụ, tiền vàng phủ phê, nhét chật két. Quý vị thân mến, trong cuộc đời muôn hình vạn trạng thì mỗi người lại có một số mệnh riêng. Có người sướng trước khổ sau, an nhàn sung sướng từ tấm bé, nhưng đến hậu vận lại khổ cực trăm bề, không nơi nương tựa. Nhưng có người lại khổ trước sướng sau, tuổi trẻ vất vả mưu sinh, chịu bao đắng cay tủi nhục, nhưng khi về già lại được hưởng phúc lộc trời ban, tiền bạc tiêu xài thả ga, con cái đỗ đạt thành tài, cuộc đời an nhàn sung sướng muôn phần. Sinh tử có số, phú quý do trời, tất cả đều được ông trời định đoạt sẵn, cho sung sướng thì được sung sướng, bắt nghèo hèn thì phải nghèo hèn. Bởi vậy mà ngày nay con người ta thường tìm đến tử vi để có thể đoán định tương lai, cũng như đón lành tránh dữ để chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp hơn. Và theo tiết lộ chính xác 100%, các bậc thầy tử vi phương Đông chỉ ra rằng trong số 12 con giáp sẽ có 5 con giáp ôm trọn vận may, đắc tài phú quý, hồng phúc tề thiên, đúng tháng 10, 11 âm lịch tới đây, mọi phương diện cuộc sống đều may mắn thuận lợi vô cùng, công việc hay buôn bán, kinh doanh phất mạnh sáng rực, khiến ai cũng phải nghiêng mình kính nể, tiền bạc của cải chất đầy kho, lộc lá đầy nhà. Vậy 5 con giáp may mắn được gọi tên đó là ai? Lá số tử vi chi tiết của họ trong thời gian này là gì? Quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thần tài chỉ đích danh, 5 con giáp gặp được lộc trời, chúng đậm liên tiếp, đúng tháng 10, 11 âm lịch, lên đời giàu ú ụ. Vị trí đầu tiên, xin chúc mừng tuổi Mão. Bạn muốn có tiền, tôi cũng muốn có tiền, có nhiều lý do khiến con người ta muốn có tiền. Thứ nhất, tiền là để hưởng thụ. Cái lý do này đôi khi hơi tầm thường quá, nên sẽ có những người bảo là tôi truy cầu một đời bình an, không mong gì đời giàu sang phú quý, vậy là không phấn đấu nhiều vì vật chất, nhưng thực tế có vài lý do khác cần phải nhìn lại. Thứ hai, có tiền cho trách nhiệm trên vai. Người sống trên đời, trên đầu có bố mẹ, bên cạnh có bạn đời, dưới nách có con cái, xung quanh có bạn bè thân thiết, họ hàng thân quen, cứ cho là ta có thể có một đời vô lo vô nghĩ, liệu những mối quan hệ ta ràng buộc có thể được vậy không? Tiền cho bố mẹ dưỡng già, tiền cho bạn đời chữa bệnh, tiền cho con cái ăn học, tiền cho người thân thiết mượn khi họ phá sản lao đao, thế giới vốn vô tình. Có tiền thì mới phiền được thiên hạ, ta không muốn phiền thiên hạ, nhưng hãy có tiền để nếu có chuyện gì xấu đến, thì ít nhất cũng làm được gì đó, thay vì chỉ bất lực nắm tay. 3. Vậy nên nếu đang còn trẻ, nếu đang còn sức, hãy phấn đấu, hãy cố gắng, hãy nỗ lực, đấy không phải là sự tham tầm thường, đấy là sự mong muốn thành công. Cho bao người mà ta trân quý, đừng sống với tư tưởng quá thanh cao, đừng sống với tâm tư ngại vất vả, đừng ngừng bon chen, đừng dừng làm việc. Miễn là ta không tham cái không thuộc về mình, còn sự cố gắng nỗ lực cháy bỏng, thiêu đốt linh hồn, luôn là một nét đẹp rạng ngời của nhân sinh. Và theo dự báo tử vi, thì 2 tháng cận cuối năm vận khí của người tuổi Mão có sự cải thiện đáng kể nhờ được nhiều cát tinh chiếu cố, sự nghiệp thăng hoa sẽ là điểm sáng của con giáp này. Bản mệnh vừa có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, lại vừa có tài nguyên phát triển rất tham phú. Bản thân bạn cũng có mục tiêu rõ ràng, vạch ra kế hoạch cụ thể thì muốn đạt được kết quả tốt cũng không quá khó. Trong những tháng còn lại của mùa đông, bạn cho thấy khả năng hành động và sự tự tin của bản thân, và bạn sẽ làm cho ý tưởng của mình trở thành những hành động thực tế, qua đó có thể chứng minh được năng lực nổi trội của mình. Một số bạn có thể được thăng chức tăng lương, trở thành người dẫn đầu nhóm và có nhiều quyền hơn, 2 tháng cận cuối năm cũng rất phù hợp để con giáp này mở rộng mối quan hệ, phát triển lĩnh vực riêng của bạn, cố gắng càng nhiều thì thành tích đạt được càng lớn. Bước sang 2 tháng mùa đông, một số xáo trộn trong công việc cũng có thể khiến bạn lo lắng, nhưng đó là bước thay đổi cần thiết để đón những bước ngoặt quan trọng vào cuối năm, nên đừng quá căng thẳng nhá. Một số dự án được hoàn thành và bạn có thể thấy lợi nhuận thực tế. Giai đoạn này, một số người có thể đưa ra quyết định quan trọng trong sự nghiệp, có thể là bạn muốn thay đổi công việc, thay đổi lĩnh vực, hoặc thậm chí bắt đầu ra làm riêng, khởi nghiệp theo cách mình muốn. Nếu đã có kế hoạch chi tiết, hãy thử sức mình một phen xem sao. Nhưng lưu ý, với những thành tích lớn nhỏ đạt được, bạn cũng khó tránh khỏi cả giáp kiêu ngạo, nhưng đó là điều không nên. Bạn càng cảm thấy tốt về bản thân, càng phải lấy đó làm động lực để bứt phá giới hạn, trở nên chớ nên ngủ quên trên chiến thắng, kể cả khi có một số thành tựu hơn người, bạn vẫn phải tiếp tục làm việc chăm chỉ. Theo luận giải thì mỗi một con giáp tuổi Mão có năm sinh âm lịch khác nhau, sẽ có vận số khác nhau. Tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Trong tháng 10, 11 âm lịch sắp tới, Ất Mão sẽ có cơ hội trải nghiệm cảm giác tuyệt vời khi chuyển vận rủi thành vận may.
Trong giai đoạn này, vận may của Ất Mão sẽ tác động tích cực đến sự nghiệp, tài lộc và các mối quan hệ, mở ra những cơ hội phát triển mới. Dù bạn sinh vào ngày, tháng hay giờ sinh nào, thì cũng phải tin vào khả năng của bản thân, tích cực đón nhận mọi việc xảy đến, nắm bắt cơ hội và tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Đế vượng nhập mệnh, dự báo 2 tháng mới, có thể mang tới cho tuổi Ất Mão những vận may, khó có thể bỏ lỡ trong công việc, sự nghiệp, những phần thưởng giá trị, dù đó là gì đi nữa, bạn sẽ cảm thấy mình trở nên vui vẻ và tích cực hơn rất nhiều. Đồng thời, có thêm sự động viên và động lực để tiến tới những mục tiêu mới, đây là thời điểm thích hợp để tiến một bước tiến dài trong những công việc bạn đang theo đuổi. Nhiều cơ hội mới xuất hiện, bạn làm việc chăm chỉ bao nhiêu, sẽ gặt hái nhiều bấy nhiêu, kiếp tài tốt nhất là nằm yên không tạo thêm kẻ thù. Cố gắng tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ, tránh sai sót để không trở thành mục tiêu tấn công của những kẻ ác ý. Khi bạn không được lòng mọi người thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, do đó bạn cũng nên thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Người làm việc tại các tập đoàn lớn hoặc những nơi cạnh tranh khốc liệt sẽ cảm nhận sự căng thẳng, thậm chí phải đối mặt với những bất đồng lớn trong 2 tháng này. Hãy khéo léo rút lui khỏi các cuộc tranh cãi, cố gắng không để xảy ra sai sót do bất cần trong công việc. Không những vậy, tình hình tài chính của Ất Mão cũng đang khấm khá lên một cách rõ ràng. May mắn cận kề, tuổi Ất Mão tìm được cách kinh doanh hợp lý trong thời điểm khó khăn chung này. Nhờ đó mà bản mệnh cảm thấy an tâm hơn, dù cơ hội cải thiện rất nhỏ, nhưng cũng nên tận dụng triệt để quý anh chị nhá. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh, cải thiện mối quan hệ với người thân trong gia đình, thậm chí một cuộc gặp gỡ vui vẻ với mọi người trong tháng này. Cũng giúp cho tến chủ tháo gỡ được nhiều vấn đề tồn động trước đó. Trong tình cảm lứa đôi, đây là cơ hội để làm mới các trải nghiệm tình cảm và giúp hai người trở nên gần gũi hơn. Thứ hai, tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Người sinh năm Quý Mão được dự đoán là một trong số những tuổi gặp hung hóa cát vào 2 tháng sát cuối năm 2023 này. Trong tháng 10, 11 âm sắp tới, may mắn sẽ đến với cô bác. Đây sẽ là khoảng thời gian thăng hoa với nhiều cơ hội dành cho bản mệnh, đặc biệt là về các mối quan hệ và sức khỏe. Nếu cô bác từng gặp rắc rối với các vấn đề về các mối quan hệ của mình trong thời gian trước, đừng lo lắng, bởi vì tiến chủ có thể thấy mọi thứ sẽ có sự thay đổi tích cực trong giai đoạn tới. Mâu thuẫn với đối tác gia đình và bạn bè có thể được giải quyết và các mối quan hệ trở nên hài hòa hơn. Đây cũng là thời điểm phù hợp để xây dựng các mối quan hệ hợp tác tác mới và củng cố mối quan hệ hiện có. Ngoài ra, sức khỏe của cô bác cũng có chuyển biến tích cực trong giai đoạn này. Hãy nhớ chăm sóc bản thân thật tốt và duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh. Điều này sẽ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể của cô bác. Nhìn chung, tháng 10, 11 âm sẽ là giai đoạn người tuổi Quý Mão chuyển vận rủi thành vận may, nên nắm bắt cơ hội, tích cực đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, tin tưởng vào khả năng của chính mình thì tương lai sẽ đầy viên mãn. Thứ ba, tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Người tuổi Đinh Mão hứa hẹn 2 tháng này có tình hình tài chính rực rỡ như mong đợi, nhìn chung bạn thoát khỏi được những lo toan bộn bề trước đây. Khi cảm thấy an tâm với tình hình tài chính hiện tại, bạn càng đỡ đi những cánh nặng vô hình. Cơ hội mở ra trước mắt về Đinh Mão, hãy mau chấp lấy thời cơ, đừng để sự trì hoãn khiến bạn đánh mất đi vận may của mình. Có những việc bạn cần phải hành động và từng bước tháo từng nút thắt, không có cơ may nào bày ra hết mọi thứ để bạn dễ dàng hưởng lợi ngay đâu. Công việc kinh doanh tuy không dễ dàng, nhưng vẫn có nhiều cánh cửa mở ra, thành công phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng nắm bắt cơ hội của bạn. Hãy đặt mục tiêu thật cao và hành động quyết liệt, nhưng đừng tỏ ra quá tham lam. Trong làm ăn đừng quá tập trung vào việc ai là đối thủ, hãy học hỏi thế mạnh của đối phương, tránh xa những cái dở của họ. Đó là cách để bạn cải thiện thu nhập cho công ty của mình. Vị trí số 2, xin chúc mừng tuổi Sửu. Thưa quý vị thân mến, muốn giàu sang phú quý là lẽ tất yếu ở đời, đôi khi nó là cái sự mong muốn chính đáng, không cần lý do, không muốn giàu sang phú quý mới cần lý do. Vậy nên nếu ta đã muốn, thì hãy phấn đấu vì nó, đã mong gì thì hãy chiến đấu để đạt được nó, đừng muốn để đấy, đừng mong rồi để vậy, nhạt nhòa nơi nhân thế, ủ rũ chẳng ngày mai. Và cũng là một trong những con giáp hưởng phước lành 2 tháng sát cuối năm 2023, những thành tích mà tuổi Sửu đạt được trong giai đoạn này có thể khiến nhiều người phải trầm trồ, không ngớt lời thán phục. Càng về cuối năm vận may của bạn càng tăng lên, bạn sẽ thấy nhiều cơ hội mới để cải thiện bản thân. Với nền tảng kiến thức sẵn có và tầm nhìn xa trông rộng, con giáp này có cái nhìn khá tổng quan về mọi vấn đề, đưa ra những quyết định rất chính xác. 2 tháng 10, 11 âm tới,
bạn có thể được tiếp nhận nhiều người hơn và có được sự trợ lực tốt hơn. Quý nhân có thể không cần tìm đâu đó xa vời mà ở ngay bên cạnh bạn. Đối với những bản mệnh đang ấp ủ kế hoạch cầu danh cầu chức, muốn thăng tiến, tham vọng to lớn sẽ dẫn bạn không ngừng thử thách bản thân. Ở những nấc thang cao hơn, mỗi lần vượt qua là một lần bạn có thể củng cố vị trí của mình, sớm chạm tới cái đích bản thân mong muốn. Một tin tốt khác là cảm giác áp lực trong công việc cũng giảm đi không ít, bạn càng có những suy nghĩ tích cực thì càng dễ gặt hái nhiều trái ngọt hơn. Một số người có thể sẽ tham gia vào một môi trường mới, thay đổi nhóm đối tác, có đồng nghiệp mới vào nhóm của bạn. Sẽ có nhiều dự án đến hiệu suất được cải thiện, tuy bận rộn nhưng bạn cảm thấy cuồng quay hiện tại, không tồi chút nào. Nhưng lưu ý, tình trạng tổng thể của Sửu trong 2 tháng cận cuối năm, dù tương đối lạc quan, nhưng bạn vẫn cần phải khắc phục những thiếu sót do sự bướng bỉnh và bảo thủ của mình gây ra, học cách thích nghi với những thay đổi trong môi trường nhiều hơn, bạn có thể thấy nhiều kết quả tốt hơn. Theo luận giải, thì mỗi con giáp tuổi Sửu có năm sinh âm lịch khác nhau, sẽ có vận số khác nhau. Thứ nhất, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Trong 2 tháng cuối năm, tức tháng 10, 11 âm lịch sắp tới, người tuổi Quý Sửu có thể sẽ đón một làn sóng vận may mạnh mẽ. Có thể bạn đang loay hoay trong một môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và không mấy thoải mái, nhưng đây chính là lúc để bạn thể hiện tài năng của mình. Những nỗ lực và sự kiên trì của bạn sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho sự nghiệp và tài chính của bạn. Đồng thời, bạn sẽ mở ra một số cơ hội và thành công đột phá. Đừng sợ thử thách, hãy tin vào khả năng của mình và không ngừng theo đuổi mục tiêu. Rồi bạn sẽ thấy mọi việc chuyển từ xấu thành tốt, xứng đáng với nỗ lực mà bạn đã bỏ ra. Hãy nhớ giữ thái độ tích cực và phát huy cao độ năng lực cũng như quyết tâm của bạn. Đây sẽ là mùa của hy vọng và cơ hội. Dù trong sự nghiệp hay tài chính, hãy nắm bắt những cơ hội này và theo đuổi nhiều thành công và trở nên giàu có hơn. Thứ hai, tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. May mắn về sự nghiệp và tài lộc sẽ đến với tuổi Ất Sửu trong 2 tháng cận cuối năm 2023. Khoảng thời gian này có thể mang lại cho bạn một số tin tức tích cực về những mục tiêu mà bạn đang theo đuổi. Nếu bạn đang tìm kiếm những cơ hội mới trong sự nghiệp của mình, giai đoạn này có thể mang đến cho bạn một số bước phát triển thú vị. Có lẽ bạn sẽ gặp một số cơ hội phát triển mới hoặc được công nhận nhiều hơn và có cơ hội thăng tiến trong công việc hiện tại. Dù tình huống có ra sao đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ có tác động tích cực đến sự nghiệp của bạn. Nếu bạn đang cảm thấy lo lắng về tài chính của mình, thì có một tin tốt là 2 tháng 10, 11 âm có thể mang lại sự giải tỏa tài chính. Bạn có thể khám phá những cách mới để giải quyết vấn đề hoặc nhận thêm hỗ trợ tài chính giảm bớt căng thẳng. Thứ ba, tuổi Tân Sửu 1961. Những người sinh năm Tân Sửu cũng sẽ đón may mắn trong tháng 10, 11 âm sắp tới. Khoảng thời gian này có thể mang lại cho tín chủ sự ổn định và bình tĩnh, cho phép bản mệnh gặp dữ hóa lành. Nếu cô bác từng buồn phiền về các vấn đề gia đình, thì có một tin tốt là giai đoạn này có thể mang lại một số cải thiện cho cô bác. Mối quan hệ gia đình có thể thêm hài hòa hơn và không khí gia đình sẽ trở lại ấm áp như trước đó. Đây là cơ hội tốt để thắt chặt mối quan hệ với các thành viên trong gia đạo và giải quyết các mâu thuẫn tồn tại đã lâu. Không chỉ vậy, sự ổn định trong cuộc sống của cô bác có thể tăng lên, khiến cô bác cảm thấy bình tĩnh và yên tâm hơn. Đây là thời điểm tốt để lập kế hoạch dài hạn và đạt mục tiêu, vì những nỗ lực của cô bác có thể được đền đáp nhiều hơn trong tương lai. Vị trí số 3, xin chúc mừng tuổi Dần. Kính thưa quý vị, đừng quan tâm về mệnh khi bạn chưa cố, chưa đủ sâu, đừng chú tâm về số khi nỗ lực của bạn chưa đủ lắm. Người sống suy cho cùng mới là cái cốt lõi, số mệnh nó chỉ là cái thêm vào, bao giờ phát khi hết khả năng của bản thân, bao giờ thấm đủ mồ hôi, chảy đủ nhiệt huyết, khi đó mà không thành công thì hãy quan tâm số mệnh, lười biếng nằm ì là do mình chọn, nào có phải do số phận đẩy đưa. Sự nghiệp của người tuổi Dần được dự báo sẽ có những thay đổi mới mẻ trong 2 tháng cuối năm. Trong thời gian mùa đông này, bạn đang bắt đầu cho một thấy sự vươn lên mạnh mẽ của mình. 2 tháng 10, 11 âm tới, con giáp này sẽ đầu tư rất nhiều năng lượng và sự nghiệp, làm việc chăm chỉ hơn với hy vọng rằng nỗ lực bỏ ra có thể đạt được kết quả tốt. Bạn có thể sẽ được giao thêm nhiều nhiệm vụ, trên vai gánh vác thêm trọng trách nên vô cùng bận rộn, nhưng kết quả xứng đáng sẽ đến với bạn vào mùa đông này. Dần vốn nổi tiếng là rất kiên định và quyết tâm trong việc đạt được mục tiêu đã đề ra, con giáp này không dễ bị lùi bước bởi khó khăn và sẵn lòng nỗ lực hết mình để đạt thành công. Tính cách này giúp bạn vượt qua thách thức và đạt được những thành tựu lớn trong cuộc sống. Trong 2 tháng cận cuối năm, bạn được truyền cảm hứng để gia tăng sáng tạo,
mở mang tầm nhìn, một số bản mệnh cũng sẵn sàng để bắt đầu kinh doanh và xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Nếu bạn muốn thay đổi công việc của bạn, ý định này cũng có thể được thực hiện trong 2 tháng cuối năm. Tìm được công việc mới phù hợp hơn với bản thân và vị trí cao hơn vốn luôn là mong muốn và tham vọng của con giáp này. Nhưng lưu ý, trong tháng gần cuối năm, khả năng đầu tư và quản lý tài chính của bạn cũng sẽ được cải thiện. Con giáp này có thể thu được lợi nhuận bất ngờ trên thị trường chứng khoán, bất động sản hoặc các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải thận trọng, không nên tham lam mạo hiểm, kẻo bỏ lỡ mất cơ hội tốt. Theo luận giải thì mỗi con giáp tuổi Dần có năm sinh âm lịch khác nhau, sẽ có vận số khác nhau. Thứ nhất, tuổi Bính Dần 1986. 2 tháng sát cuối năm 2023 này, người tuổi Bính Dần gặp được nhiều điều may mắn hơn hẳn. Trong khoảng thời gian trước đó, có thể nói rằng thành quả bạn gặt hái được khiến rất nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ đấy nhá. Thời điểm này, những mối quan hệ tốt đẹp mà bạn xây dựng được từ trước đó bắt đầu phát huy tác dụng. Bạn có thể cầm được cơ hội kiếm tiền rất triển vọng. Bạn có biết mình chính là con giáp có tài lãnh đạo, thành công nằm trong tầm với. Ngoài ra, bạn cũng nhận được sự ủng hộ của nửa kia hoặc gia đình, họ hàng khiến việc làm ăn càng thêm thuận lợi nếu là người làm công ăn lương. Bạn đang dần tháo gỡ được những khó khăn từ trước đó, thậm chí có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, tìm ra được phương hướng đúng đắn hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, tháng 10 âm lịch, bạn có thể gặp phải một vài trở ngại trên con đường tài lộc hoặc thăng tiến, vì vậy cần phải thận trọng trước khi đưa ra quyết định, không nên vội vàng nghe theo lời của ai. Thứ hai, tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Theo tử vi, người tuổi Giáp Dần cũng là con giáp đổi vận. Vào 2 tháng sát cuối năm 2023, bạn có nhiều cơ hội cải thiện nguồn thu nhập chủ yếu là do các công việc chính thức mang lại. Nếu như khoảng thời gian trước đó, bản mệnh vướng phải nhiều khúc mắc, thậm chí bị đồng nghiệp nói xấu hãm hại, thì nay nhờ có các tinh trợ giúp. Thời điểm này, tín chủ tìm ra thời cơ thích hợp để thể hiện điểm mạnh của mình nhờ những gì đã làm được. Bạn sẽ nhận được sự công nhận và đánh giá cao của cấp trên, có không gian để thăng chức thăng lương. Tận cuối năm, áp lực và cơ hội cùng tồn tại song song, vì thế muốn đạt được nguồn thu nhập như mong muốn thì bạn cũng sẽ phải cố gắng rất nhiều, chứ không phải là hưởng thụ ngồi mát ăn bát vàng đâu. Khi cơ hội đến thì dù có khó khăn bao nhiêu, bạn cũng trở nên nản chí, hãy cố gắng hết sức mình, rồi bạn sẽ đạt được điều mà mình mong muốn. Thứ ba, tuổi Nhâm Dần 1962. Từ khoảng thời gian đầu năm đến nay, người tuổi Nhâm Dần muốn đạt được thu nhập như ý không phải là chuyện quá dễ dàng. Thế nhưng bắt đầu trong tháng 10, 11 âm này, tín chủ sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, cộng với sự quyết tâm, cố gắng phấn đấu không ngừng, cô bác sẽ đạt được điều mà mình mong muốn. Có thể vẫn sẽ có một vài trở ngại sẽ xuất hiện trên con đường cô bác đang đi, có những mâu thuẫn sẽ xảy ra bất chợt, khiến cô bác không thể không thỏa hiệp hoặc nhượng bộ ít nhiều. Song điều đó sẽ giúp cô bác trưởng thành và càng quyết tâm để đạt được mục tiêu chính mình đã đặt ra từ trước. Hãy nhớ rằng, chỉ cần cố gắng không ngừng thì thành tích đạt được ắt sẽ khiến tín chủ hài lòng. Tháng 10, 11 âm, cô bác nên hợp tác làm ăn với tuổi Ngọ và Tuất. Họ sẽ đem đến cho cô bác nhiều may mắn, giúp mọi việc trở nên thuận lợi hơn. Dù không phải là quý nhân thì họ cũng là nhân tố tác động, giúp cô bác dễ dàng chạm tay đến thành công hơn. Vị trí số 4, xin chúc mừng tuổi Tuất. Thưa quý vị tuổi Tuất, khởi sự kinh doanh, muốn làm mà lại sợ thua, muốn thành công mà lại ngại vất vả, muốn khởi sự mà lại lo thị trường bão hòa. Nhiều người đã làm trước rồi, ở đời buôn ma túy còn có đối thủ cạnh tranh nói gì buôn bán những thứ khác. Thời đại người khôn của khó, muốn độc quyền một lĩnh vực, muốn không bão hòa, thì chờ đến mùa nào mới khởi sự đây, thay vì tìm kiếm một cái mới hoàn toàn không ai làm. Hãy dùng tâm để tạo nét chấm phá đặc khác biệt cho những cái mình muốn làm, tạo ra cái nét riêng, tạo ra cái sự đặc sắc, cái chất cá tính và bền bỉ kiên trì. Hãy nhớ, nếu kinh doanh, đó là ngành dịch vụ, trong ngành dịch vụ trải nghiệm khách hàng sẽ được đặt lên trên. Hãy nhớ, dù là kinh doanh hay là hành chính, dù là bán buôn hay là công sở, người có tâm luôn là người đi xa nhất, đường có thể vất vả nhưng cứ kéo mãi dài lâu. Ví dụ như đặt tâm vào inbox trả lời khách, thay vì bảo bạn mua sản phẩm A nhé hot lắm, có thể nói bên mình khách hàng hay mua nhất là sản phẩm A, có tác dụng bao gồm, không tác dụng phụ, sản phẩm có giấy tờ hóa đơn xuất xứ đầy đủ, bạn thử bỏ thời gian tìm hiểu, nếu quan tâm nhá, đáng đồng tiền bát gạo lắm. Sự to lớn làm nên sự hoành tráng, nhưng tiểu tiết chính là thứ làm nên đẳng cấp và cái chất riêng, năng lực cá nhân của tuổi Tuất sẽ tăng lên rất nhiều trong 2 tháng cuối năm. Con giáp này sẽ tỏa sáng ngay từ trong mùa đông này và gặt hái những thành quả nhất định,
từ chính bạn, tư tưởng của bạn sẽ có những thay đổi tích cực. Bạn biết cách nuôi dưỡng niềm đam mê với công việc của mình hơn bao giờ hết và sẵn sàng làm việc chăm chỉ hơn cho một tương lai tươi sáng hơn. 2 tháng 10, 11 âm tới, rất có thể sẽ có các sự kiện công cộng liên quan đến nghề nghiệp, các cuộc họp lớn, chuyến đi công tác sẽ là cơ hội để thể hiện bản thân, năng lực cá nhân của bạn. Hình ảnh mức độ phổ biến cũng sẽ được cải thiện rất nhiều, sẽ có nhiều người công nhận hiệu suất và khả năng của bạn. Vì vậy, một số bạn có thể thấy sự thăng tiến ở vị trí trong thời gian này. Nhân duyên của bạn cũng được dự báo khá tốt, đặc biệt là nhân duyên với nữ giới. Quý nhân của bạn có thể sẽ là một nữ đồng nghiệp hay là sếp nữ của bạn. Bạn cũng có thể cảm nhận được sự giúp đỡ của đối phương, do đó đạt được nhiều thành tích hơn trong sự nghiệp. Mặc dù xét về tính cách của con giáp này, bạn không thích dựa dẫm vào người khác, nhưng sự hỗ trợ vô tình của quý nhân cũng giúp bạn đạt được bước tiến rất nhanh. Đó có thể coi là phước lành bất ngờ mà bạn nhận được. Nhưng lưu ý ngoài ra, vận may đầu tư của con giáp này cũng rất mạnh, bạn có cơ hội thu được lợi nhuận dồi dào trong thời gian ngắn. Tuy nhiên tuổi Tuất cũng nên thận trọng, tránh bốc đồng đầu cơ, cần quản lý tài chính hợp lý nhé. Và theo luận giải thì mỗi một con giáp tuổi Tuất sẽ có năm sinh âm lịch khác nhau, sẽ có vận số khác nhau. Thứ nhất, tuổi Nhâm Tuất 1982. Xem tử vi 12 con giáp, 2 tháng 10, 11 âm năm Quý Mão, trong thời điểm này hiện tại, người tuổi Nhâm Tuất có thể cân nhắc về việc mở rộng quy mô công việc. Nếu muốn chinh phục lĩnh vực mới, bạn cũng hoàn toàn có thể thử sức, rất có thể bạn sẽ nhận ra năng lực tiềm ẩn của mình. Sang tháng 10, có thể áp lực công việc sẽ trở nên lớn hơn một chút, nhưng nếu như bản mệnh kiên trì đến cùng, thì đâu ắt có đó, công lao của bạn sẽ được ghi nhận. Đến tháng 11, công việc tiến triển tốt, hứa hẹn kết quả nhiều hợp đồng, với các thành công có giá trị, bản mệnh có cơ hội được cấp trên trọng vọng đề bạt thăng tiến. 2 tháng 10, 11 âm này, chính tài đương vượng, bản mệnh chỉ cần tập trung làm tốt công việc hiện tại, cũng dùng rỉnh tiền tiêu, những người có công việc tay trái hoặc làm ăn kinh doanh, thậm chí kiếm được bộn tiền. Tuy nhiên, sang tháng 10 vận trình có chút xuống dốc, kiếm tiền không dễ dàng, bản mệnh phải nỗ lực gấp nhiều lần so với bình thường mới đạt được mục tiêu. Đến tháng 11 thì mọi việc trở về guồng quay, bạn có thể thu được một khoản triển vọng. Do phải chịu ít nhiều áp lực về tinh thần nên bản mệnh có đôi chút giận ra người ấy, khiến chuyện tình cảm gặp không ít rắc rối. Mỗi lần vợ chồng mâu thuẫn, bạn nên dành thời gian nhìn nhận lại bản thân mình. Nếu bạn đã hành động có lỗi với nửa kia thì bạn nên chủ động xin lỗi để hàn gắn tổn thương. Đây là một trong những điểm sáng của bản mệnh trong khoảng thời gian 2 tháng sát cuối năm này. Dù cuộc sống áp lực là thế, nhưng bạn vẫn có thể suy nghĩ tích cực, không ngừng nỗ lực, đồng thời chú ý rèn luyện sức khỏe. Thứ hai, tuổi Canh Tuất 1970. Trong thời gian tháng 10, 11 âm lịch, người tuổi Canh Tuất cần phải chú ý kiềm chế tốt cảm xúc, tránh để tình cảm cá nhân xen vào việc chung, kẻo công việc gặp trở ngại. Nếu sửa được thói xấu này, chắc chắn sự nghiệp của bạn sẽ có những bước tiến triển tốt đẹp, bạn sẽ được cấp trên tín nhiệm hơn. Sang tháng 10, được các tinh tú chủ về di chuyển chiếu mệnh, bản mệnh sẽ phải khá mất sức cho việc đi lại, song thành quả thu về rất đáng ngưỡng mộ, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Tháng 10 và 11 âm, tài lộc của con giáp này khá vượng, thậm chí có người phát tài bất ngờ, chuyện làm ăn thuận lợi, bản mệnh tìm được lối đi riêng, nên kiếm về khoản khả quan hơn người. Tuy nhiên, nếu có thể thì bản mệnh nên bớt tham lam, ôm đồm nhiều việc để tránh ảnh hưởng sức khỏe, tốn tiền chạy chữa. Đến tháng 11, tài vận có chút lên xuống bất ổn, đa phần có dấu hiệu hao tài tốn của. Vì vậy, bản mệnh làm gì cũng nên lấy phương châm tiết kiệm làm đầu, đừng vung tay quá chán, kẻo rơi vào cảnh vay mượn nợ nần. Chuyện tình cảm không có nhiều biến động trong khoảng thời gian cận cuối năm này, dù đôi khi bản mệnh có nóng nảy hành xử mà không để tâm đến cảm nhận của người ấy, song người ấy vẫn có thể bao dung và tha thứ cho bạn. Công việc có bận rộn đến đâu thì bản mệnh cũng nhớ quan tâm chăm lo cho gia đình, đừng đổ mọi việc lên đầu nửa kia. Thời điểm tháng 10 và 11 âm, sức khỏe của tuổi Canh Tuất liên tục phát sinh trục trặc, nên chủ động nghỉ ngơi hoặc đi thăm khám định kỳ để sớm phát hiện ra nguy cơ bệnh tật, chớ nên làm việc quá sức của mình. May mắn là thời gian cận cuối năm này, tình hình sẽ có dấu hiệu cải thiện, người ốm thì mau khỏi do gặp thầy gặp thuốc, cũng không phải hao tốn quá nhiều sức lực và tiền bạc. Thứ ba, tuổi Giáp Tuất 1994. Khoảng thời gian 2 tháng cuối năm là khoảng thời gian vô cùng thuận lợi với người tuổi Giáp Tuất, được quý nhân soi đường chỉ lối, bản mệnh mở mang đầu óc, làm việc trôi chảy, có nhiều biểu hiện xuất sắc, dễ nhận được sự tán thưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Có thể thấy,
bản mệnh sẽ hoàn thành khá nhiều mục tiêu đặt ra từ trước trong thời điểm này. Tuy nhiên vẫn sẽ có những lúc tinh thần lao dốc, bản mệnh làm việc không cẩn thận, hiếu tập trung, dễ mắc sai lầm không đáng có. Tiếp đà thuận lợi của sự nghiệp, vấn đề tiền bạc cũng có những bước phát triển đáng kể, áp lực tài chính dù có cũng không còn quá lớn. Bản mệnh dần dần quay trở lại với cuồng quay và kiếm được lời lãi từ những mối đầu tư chính xác. Cuối năm thiên tài vượng, bản mệnh lấy nguồn thu nhập thụ động hoặc phụ làm chủ, bên cạnh việc tập trung vào công việc chính thì bản mệnh có thể thử đầu tư kinh doanh sinh lời để thu về nhiều lợi nhuận. Tình cảm lứa đôi nhìn chung là ổn định trong 2 tháng cận cuối năm, nhờ có gia đình ủng hộ, nửa kia thấu hiểu mà bạn thêm tập trung và có tinh thần cố gắng cho sự nghiệp của mình. Những người còn độc thân nhận được sự chú ý của một vài đối tượng triển vọng, nếu có thiện cảm với đối phương, bạn nên có thái độ tích cực hơn thì mối quan hệ sẽ ấm lên nhanh chóng. Thời điểm này, sức khỏe của Giáp Tuất ổn định, người ốm đau lâu ngày sẽ khỏi bệnh, người bình thường cơ thể thêm tráng kiện nếu bản mệnh sinh hoạt có giờ có giấc. Chú ý rèn luyện thể dục thể thao, sức khỏe tốt cũng giúp bản mệnh có tinh thần phấn đấu, dễ dàng tập trung giải quyết công việc và các vấn đề của cuộc sống. Vị trí số 5, xin chúc mừng tuổi Mùi. Quý vị biết đấy, ở đời có ai là không thua, dù bạn có tính toán đến 99% thắng thì vẫn có 1% thua, nên đừng sợ thua, đừng sợ vấp, đừng sợ ngã, cũng đừng sợ trắng tay. Chúng ta là con dân giai đoạn 4.0, là những người có kiến thức, trí tuệ mở mang và tầm nhìn rộng lớn nhờ Internet, hãy tận dụng nó mà phát triển, sử dụng nó mà phát huy. Cha mẹ ta đã sống một đời nhân sinh để máu lửa trong phạm vi của họ, đến lượt mình hãy sáng rực trời, những điểm mạnh của bản thân, nhắc lại cố không chỉ vì mình, cố vì tất cả người mình yêu thương, chiến không chỉ vì muốn giàu, chiến vì không muốn phí cái sự tồn tại, uổng hoài trí tuệ nhận thức của chính bản thân. Với tuổi Mùi, công việc của bản mệnh 2 tháng cận cuối năm sẽ suôn sẻ. Trong khoảng thời gian trước đó, công việc hàng ngày của bạn vẫn có chút căng thẳng, khiến tâm lý của con giáp này có phần hoang mang bất an, nhưng rất may là mọi việc sẽ cải thiện tích cực sớm thôi. Vận may đang ủng hộ cho con giáp này tiến về phía trước, với quyết tâm và sự chăm chỉ của mình, bản thân bạn sẽ tạo ra bước đột phá, chứ không cần nhờ tới bất kỳ ai, điều đó có thể giúp bạn cải thiện rất nhiều vấn đề về sự nghiệp. Đặc biệt là những vấn đề vướng mắc trước đó, tiến độ công việc của bạn sẽ trở nên dễ dàng và suôn sẻ, những vấn đề mắc kẹt trước đó cũng sớm tìm được giải pháp tháo gỡ phù hợp. Hơn nữa, môi trường làm việc cũng sẽ trở nên dễ chịu hơn khi các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên, khách hàng đều vô cùng hài hòa, nhờ đó tinh thần làm việc của con giáp này càng thêm nỗ lực cống hiến. Quá trình hợp tác gần như không gặp phải bất cứ trục trặc nào, một tin tốt khác là bạn rất dễ gặp được người tốt tại nơi làm việc, có thể giúp đỡ nhau cùng hoàn thành công việc hoặc đơn giản là mang tới cho bạn nhiều niềm vui về mặt tinh thần. Thời gian mùa đông, công việc của tuổi Mùi mặc dù có tiến bộ nhưng không tránh khỏi vẫn sẽ rất bận rộn và còn phải đối mặt với sự cạnh tranh. Vì vậy bạn cần phải giữ cho mình sự tỉnh táo, thể hiện đầy đủ khả năng của bạn nhưng cũng nên khiêm tốn để tránh rắc rối. Theo luận giải thì mỗi con giáp tuổi Mùi có năm sinh âm lịch khác nhau, sẽ có vận số khác nhau. Thứ nhất, tuổi Kỷ Mùi 1979. 2 tháng cận cuối năm có thể nói là khoảng thời gian cố gắng không ngừng nghỉ của tuổi Kỷ Mùi. Trong công việc bạn tạo được mối quan hệ tốt với mọi người, nên không còn sợ bị kẻ xấu ngáng đường nữa. Hãy mạnh dạn thể hiện điểm mạnh của mình, như vậy mới dễ dàng khi điểm trong mắt lãnh đạo. Tuy nhiên, dù có tham vọng đến thế nào đi nữa, bản mệnh cũng chớ nên vì thế mà tìm cách cạnh tranh không lành mạnh với người khác. Tháng 9 thì người tuổi này không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư nếu không muốn rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo. Bước sang tháng 10 và tháng 11, dường như những khó khăn trong khoảng thời gian trước đã lui bớt, bản mệnh có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giúp đỡ giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Đồng thời, vạch ra những hướng phát triển hợp lý trong tương lai, tình hình kinh tế cũng có nhiều dấu hiệu cải thiện, những khoản đầu tư nằm im trước đó đã bắt đầu sinh lời. Chuyện tình cảm của tuổi Kỷ Mùi trong 2 tháng cận cuối năm khá bình yên, với người đã lập gia đình nhân lúc rảnh rỗi. Bạn có thể tìm cách hâm nóng cảm xúc của nửa kia, gắn kết mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà. Nếu còn độc thân, bạn có cơ hội gặp được người quan tâm chăm sóc mình, hãy mở lòng và thử đón nhận tình cảm của đối phương nhé. Tình trạng sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi trong khoảng thời gian này nhìn chung là ổn định, bạn có đủ sức lực để tham gia vào những hoạt động mang tính thử thách cả về thể chất lẫn tinh thần. Song bạn chớ nên vì vậy mà chủ quan, bắt cơ thể làm việc hoặc vận động quá sức. Thứ hai, tuổi Đinh Mùi 1967.
từ tháng 10 đến tháng 11 âm, công việc của tuổi Đinh Mùi có những bước tiến nhất định, những cố gắng từ trước đến nay của bản mệnh đã được công nhận. Thậm chí còn có người có cơ hội được cất nhắc, tinh thần làm việc hăng hái và tích cực cũng sẽ giúp bản mệnh đạt được nhiều kết quả bất ngờ. Tuy nhiên, vì sát Tết áp lực công việc nặng nề có thể khiến cô bác thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thậm chí muốn từ bỏ những gì đã gây dựng trước đây, hãy nhắc nhở mình quyết tâm rồi mọi chuyện sẽ quay trở về quỹ đạo vốn có. Tháng 10 và tháng 11 âm, tài lộc khả quan, người làm công ăn lương sẽ có cơ hội được thưởng nóng. Trong khi đó, người làm đầu tư kinh doanh đưa ra những quyết sách đúng đắn để mở rộng quy mô, xây dựng mối quan hệ với các đối tác. Chuyện tình cảm không có nhiều biến động trong suốt 2 tháng cận cuối năm này, có lẽ vì đã quá bận rộn nên cô bác gần như không còn có thời gian mà quan tâm đến người khác nữa. Nếu đã là người đã có gia đình, bản mệnh vẫn nên dành thời gian quan tâm nửa kia, không nhiều thì ít, đừng để cảm xúc giữa đôi bên nguội lạnh. Tình hình sức khỏe của bản mệnh nhìn chung ổn định, cô bác vẫn cố gắng duy trì lối sống khoa học đã xây dựng từ trước đó. Công việc phát triển từ từ cũng không khiến cho tín chủ phải chịu đựng quá nhiều áp lực. Có điều khi nào phải đối diện với thử thách, cô bác cần nhắc nhở bản thân, suy nghĩ lạc quan hơn. Thứ ba, tuổi Tân Mùi 1991. Người tuổi Tân Mùi không phải lo lắng nhiều về sự nghiệp của mình. Trong 2 tháng 10 và 11 âm, có những thời điểm bạn phải tất bật với công việc, nhưng bù lại, thành quả thu về hoàn toàn xứng đáng. Thậm chí dù có rắc rối xảy ra, bạn vẫn có thể dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình để giải quyết gọn gàng. Tuy nhiên, có thiên cầu hung tinh báo hiệu, họa tiểu nhân rình rập, bản mệnh cần phải bình tĩnh khi hành sự để tránh gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Tháng 9 thì Tân Mùi phải hết sức thận trọng trong việc đầu tư kinh doanh, kẻo bị gạt hoặc lợi dụng gây thiệt hại cả về tinh thần, sức khỏe và tiền bạc. Và may mắn là đến tháng 10 và tháng 11 âm, bản mệnh có thể vượt qua khó khăn lúc trước. Tài vận có dấu hiệu đi lên, nhờ thế mà việc kiếm tiền trở nên suôn sẻ hơn, thu hoạch được nhiều nguồn lợi nhuận khả quan. Bản mệnh cần tự nhắc nhở mình tiến lên, không vội hài lòng với những gì đang có. Khi tinh thần thoải mái, bạn sẽ thấy mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng hơn. Gia đạo êm ấm, vợ chồng con cái hòa thuận. Vì thế, dù có gặp chuyện gì ngoài xã hội, bạn cũng nên suy nghĩ lạc quan, tốt nhất là tâm sự với người thân, để đôi bên cùng tìm cách giải quyết, đừng giấu mọi chuyện trong lòng khiến bản thân thêm căng thẳng, mà quan hệ với người thân cũng thêm xa cách. Một số triệu chứng cũ có thể tái phát trong khoảng thời gian này, do đó bản mệnh nên chú ý thăm khám kịp thời khi có dấu hiệu bất thường để điều trị dứt điểm. Người tuổi Tân Mùi trẻ tuổi cũng chớ nên coi thường sức khỏe của mình, không nên thức khuya dậy sớm quá mức, làm việc quá sức hoặc dành quá nhiều thời gian để vui chơi giải trí. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe đến hết luận giải của chúng tôi. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt. Hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.